Xây dựng trường học xanh sạch đẹp là một trong 5 nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Bằng những cách làm sáng tạo, trường Trung học phổ thông Gia Viễn A đã tạo thêm niềm vui, cảm hứng học tập hiệu quả cho học sinh khi đến lớp. Ngôi trường rợp bóng cây xanh mát, mỗi góc sân trường là những loài hoa đặc trưng riêng, điều đó đã tạo nên dấu ấn cảm hứng cho các thế hệ học sinh của trường. Trường Trung học phổ thông Gia Viễn A thì nó khoảng sấp xỉ 3 ha, thì mình cũng trăn trở, mình cũng tính toán rồi vận dụng để xây dựng một cái không gian xanh theo ý tưởng. Mỗi một cái khu thì nó lại có một loài hoa khác nhau. Ví dụ như khu của một số lớp mà có bố trí các em nhóm trên ấy, thì trồng toàn hoa nguyệt quế, cây nguyệt quế. Khu mà đón các em học sinh mới vào ấy, thì là khu nhà A. Thì khi mà các em mới vào ấy thì nó còn rụt rè, bỡ ngỡ, còn xa lạ, còn e ngại. Thì khu đó trồng toàn hoa ngâu thôi. Đối với em ấy, khi mà được học ở trong một cái môi trường với một cái bề dày lịch sử hơn 60 năm, cảm thấy tự hào cũng như là cảm thấy vui vẻ và có nhiều cái động lực cho mình để phấn đấu hơn trong học tập. Và khi mà được học ở trong môi trường xanh sạch đẹp như này thì em cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là cái hiệu quả học tập của mình sẽ được nâng cao và đạt cái kết quả tốt hơn. Để tạo dựng được trường học xanh sạch đẹp, nhà trường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đặc biệt là huy động sự tham gia ủng hộ đóng góp của các thế hệ học sinh thành đạt. Đồng thời vào mỗi đầu năm học mới đều tổ chức tu bổ cảnh quan trường lớp, trồng, chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Những công việc này được giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lớp thực hiện. Khi trồng cây thì chúng tôi nghiên cứu đặc điểm của cây đó để đảm bảo trồng đúng khoa học, tăng tỷ lệ sống của cây. Sau khi trồng thì việc chăm sóc cây cũng rất là quan trọng. Thì chúng tôi có chăm sóc thường xuyên và chăm sóc định kỳ. Chăm sóc thường xuyên là hàng ngày, buổi sáng và buổi chiều sẽ có học sinh tưới nước cho cây. Còn chăm sóc định kỳ thì trường chúng tôi cũng phân công mỗi khu vực là một lớp phụ trách. Đấy, đến thời kỳ nào cần cắt tỉa thì cái lớp phụ trách đó các em sẽ thực hiện cái việc cắt tỉa này. Cho nên đến bây giờ thì chúng tôi thấy là cái hệ thống cây ở trong nhà trường là cũng mọc tốt và nó cũng phát triển rất là tốt. Trồng cây xanh, hoa không chỉ đem lại lợi ích lâu dài về cải tạo cảnh quan môi trường mà còn có ý nghĩa giáo dục, giúp học sinh có thêm tình yêu, gần gũi với thiên nhiên. Khi được tự tay trồng chăm sóc cây xanh, các em học được đức tính sống có trách nhiệm, phát triển khả năng sáng tạo và rèn luyện tính kiên nhẫn. Mỗi ngày để nhìn thấy cái cây càng ngày càng lớn lên cũng giống như công sức của bọn em ở trong đấy càng ngày càng một cao lên. Xây dựng trường học xanh sạch đẹp cũng là một trong những hoạt động trải nghiệm thực tế được trường Trung học phổ thông Gia Viễn A tổ chức thường xuyên. Qua đó rèn luyện kỹ năng sống, tăng khả năng làm việc nhóm và tinh thần đồng đội trong học sinh, yếu tố cần có của con người thời đại mới.